Bạch Thế Tôn, bố thí ba la mật đa không buộc không mở, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa không buộc không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh của bố thí ba la mật đa không có sở hữu nên không buộc không mở. Vì tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa không có sở hữu nên không buộc không mở. Vì tánh của bố thí ba la mật đa là viễn ly nên không buộc không mở. Vì tánh của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa là viễn ly nên không buộc không mở. Vì tánh của bố thí ba la mật đa là tịch tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa là tịch tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của bố thí ba la mật đa là không nên không buộc không mở. Vì tánh của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa là không nên không buộc không mở. Vì tánh của bố thí ba la mật đa là vô tướng nên không buộc không mở. Vì tánh của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa là vô tướng nên không buộc không mở. Vì tánh của bố thí ba la mật đa là vô nguyện nên không buộc không mở. Vì tánh của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa là vô nguyện nên không buộc không mở. Vì tánh của bố thí ba la mật đa là vô sanh nên không buộc không mở. Vì tánh của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa là vô sanh nên không buộc không mở. Vì tánh của bố thí ba la mật đa là vô diệt nên không buộc không mở. Vì tánh của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa là vô diệt nên không buộc không mở. Vì tánh của bố thí ba la mật đa là vô nhiễm nên không buộc không mở. Vì tánh của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa là vô nhiễm nên không buộc không mở. Vì tánh của bố thí ba la mật đa là vô tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa là vô tịnh nên không buộc không mở. Bạch Thế Tôn, năm loại mắt không buộc không mở, sáu phép thần thông không buộc không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh của năm loại mắt không có sở hữu nên không buộc không mở. Vì tánh của sáu phép thần thông không có sở hữu nên không buộc không mở. Vì tánh của năm loại mắt là viễn ly nên không buộc không mở. Vì tánh của sáu phép thần thông là viễn ly nên không buộc không mở. Vì tánh của năm loại mắt là tịch tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của sáu phép thần thông là tịch tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của năm loại mắt là không nên không buộc không mở. Vì tánh của sáu phép thần thông là không nên không buộc không mở. Vì tánh của năm loại mắt là vô tướng nên không buộc không mở. Vì tánh của sáu phép thần thông là vô tướng nên không buộc không mở. Vì tánh của năm loại mắt là vô nguyện nên không buộc không mở. Vì tánh của sáu phép thần thông là vô nguyện nên không buộc không mở. Vì tánh của năm loại mắt là vô sanh nên không buộc không mở. Vì tánh của sáu phép thần thông là vô sanh nên không buộc không mở. Vì tánh của năm loại mắt là vô diệt nên không buộc không mở. Vì tánh của sáu phép thần thông là vô diệt nên không buộc không mở. Vì tánh của năm loại mắt là vô nhiễm nên không buộc không mở. Vì tánh của sáu phép thần thông là vô nhiễm nên không buộc không mở. Vì tánh của năm loại mắt là vô tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của sáu phép thần thông là vô tịnh nên không buộc không mở. Bạch Thế Tôn, mười lực của Phật không buộc không mở, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không buộc không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh của mười lực của Phật không có sở hữu nên không buộc không mở. Vì tánh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không có sở hữu nên không buộc không mở. Vì tánh của mười lực Phật là viễn ly nên không buộc không mở. Vì tánh của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là viễn ly nên không buộc không mở. Vì tánh của mười lực Phật là tịch tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là tịch tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của mười lực Phật là không nên không buộc không mở. Vì tánh của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là không nên không buộc không mở. Vì tánh của mười lực Phật là vô tướng nên không buộc không mở. Vì tánh của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là vô tướng nên không buộc không mở. Vì tánh của mười lực Phật là vô nguyện nên không buộc không mở. Vì tánh của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là vô nguyện nên không buộc không mở. Vì tánh của mười lực Phật là vô sanh nên không buộc không mở. Vì tánh của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là vô sanh nên không buộc không mở. Vì tánh của mười lực Phật là vô diệt nên không buộc không mở. Vì tánh của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là vô diệt nên không buộc không mở.
Vì tánh của 10 lực Phật là vô nhiễm nên không buộc không mở. Vì tánh của 4 điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là vô nhiễm nên không buộc không mở. Vì tánh của 10 lực Phật là vô tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của 4 điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là vô tịnh nên không buộc không mở. Bạch Thế Tôn, chân như không buộc không mở, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, định pháp, trụ pháp, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, thật tế, tánh vô vi, không buộc không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh của chân như không có sở hữu nên không buộc không mở. Vì tánh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, định pháp, trụ pháp, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, thật tế, tánh vô vi, không có sở hữu nên không buộc không mở. Vì tánh của chân như là viễn ly nên không buộc không mở. Vì tánh của pháp giới cho đến tánh của vô vi là viễn ly nên không buộc không mở. Vì tánh của chân như là tịch tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của pháp giới cho đến tánh của vô vi là tịch tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của chân như là không nên không buộc không mở. Vì tánh của pháp giới cho đến tánh của vô vi là không nên không buộc không mở. Vì tánh của chân như là vô tướng nên không buộc không mở. Vì tánh của pháp giới cho đến tánh của vô vi là vô tướng nên không buộc không mở. Vì tánh của chân như là vô nguyện nên không buộc không mở. Vì tánh của pháp giới cho đến tánh của vô vi là vô nguyện nên không buộc không mở. Vì tánh của chân như là vô sanh nên không buộc không mở. Vì tánh của pháp giới cho đến tánh của vô vi là vô sanh nên không buộc không mở. Vì tánh của chân như là vô diệt nên không buộc không mở. Vì tánh của pháp giới cho đến tánh của vô vi là vô diệt nên không buộc không mở. Vì tánh của chân như là vô nhiễm nên không buộc không mở. Vì tánh của pháp giới cho đến tánh của vô vi là vô nhiễm nên không buộc không mở. Vì tánh của chân như là vô tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của pháp giới cho đến tánh của vô vi là vô tịnh nên không buộc không mở. Bạch Thế Tôn, Bồ Đề không buộc không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh của Bồ Đề không có sở hữu nên không buộc không mở. Vì tánh của Bồ Đề là viễn ly nên không buộc không mở. Vì tánh của Bồ Đề là tịch tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của Bồ Đề là không nên không buộc không mở. Vì tánh của Bồ Đề là vô tướng nên không buộc không mở. Vì tánh của Bồ Đề là vô nguyện nên không buộc không mở. Vì tánh của Bồ Đề là vô sanh nên không buộc không mở. Vì tánh của Bồ Đề là vô diệt nên không buộc không mở. Vì tánh của Bồ Đề là vô nhiễm nên không buộc không mở. Vì tánh của Bồ Đề là vô tịnh nên không buộc không mở. Bạch Thế Tôn, Tát Đoà không buộc không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh của Tát Đoà không có sở hữu nên không buộc không mở. Vì tánh của Tát Đoà là viễn ly nên không buộc không mở. Vì tánh của Tát Đoà là tịch tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của Tát Đoà là không nên không buộc không mở. Vì tánh của Tát Đoà là vô tướng nên không buộc không mở. Vì tánh của Tát Đoà là vô nguyện nên không buộc không mở. Vì tánh của Tát Đoà là vô sanh nên không buộc không mở. Vì tánh của Tát Đoà là vô diệt nên không buộc không mở. Vì tánh của Tát Đoà là vô nhiễm nên không buộc không mở. Vì tánh của Tát Đoà là vô tịnh nên không buộc không mở. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát không buộc không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh của Đại Bồ Tát không có sở hữu nên không buộc không mở. Vì tánh của Đại Bồ Tát là viễn ly nên không buộc không mở. Vì tánh của Đại Bồ Tát là tịch tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của Đại Bồ Tát là không nên không buộc không mở. Vì tánh của Đại Bồ Tát là vô tướng nên không buộc không mở. Vì tánh của Đại Bồ Tát là vô nguyện nên không buộc không mở. Vì tánh của Đại Bồ Tát là vô sanh nên không buộc không mở. Vì tánh của Đại Bồ Tát là vô diệt nên không buộc không mở. Vì tánh của Đại Bồ Tát là vô nhiễm nên không buộc không mở. Vì tánh của Đại Bồ Tát là vô tịnh nên không buộc không mở. Bạch Thế Tôn, quả vị giác ngộ cao tột không buộc không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh của quả vị giác ngộ cao tột không có sở hữu nên không buộc không mở. Vì tánh của quả vị giác ngộ cao tột là viễn ly nên không buộc không mở. Vì tánh của quả vị giác ngộ cao tột là tịch tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không nên không buộc không mở. Vì tánh của quả vị giác ngộ cao tột là vô tướng nên không buộc không mở. Vì tánh của quả vị giác ngộ cao tột là vô nguyện nên không buộc không mở. Vì tánh của quả vị giác ngộ cao tột là vô sanh nên không buộc không mở. Vì tánh của quả vị giác ngộ cao tột là vô diệt nên không buộc không mở. Vì tánh của quả vị giác ngộ cao tột là vô nhiễm nên không buộc không mở.
vì tánh của quả vị giác ngộ cao tột là vô tịnh nên không buộc không mở. Bạch Thế Tôn, bậc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột không buộc không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh của bậc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột không có sở hữu nên không buộc không mở. Vì tánh của bậc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột là viễn ly nên không buộc không mở. Vì tánh của bậc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột là tịch tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của bậc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột là không nên không buộc không mở. Vì tánh của bậc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột là vô tướng nên không buộc không mở. Vì tánh của bậc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột là vô nguyện nên không buộc không mở. Vì tánh của bậc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột là vô sanh nên không buộc không mở. Vì tánh của bậc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột là vô diệt nên không buộc không mở. Vì tánh của bậc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột là vô nhiễm nên không buộc không mở. Vì tánh của bậc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột là vô tịnh nên không buộc không mở. Bạch Thế Tôn, nói tóm lại tất cả pháp đều không buộc không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh của tất cả pháp không có sở hữu nên không buộc không mở. Vì tánh của tất cả pháp là viễn ly nên không buộc không mở. Vì tánh của tất cả pháp là tịch tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của tất cả pháp là không nên không buộc không mở. Vì tánh của tất cả pháp là vô tướng nên không buộc không mở. Vì tánh của tất cả pháp là vô nguyện nên không buộc không mở. Vì tánh của tất cả pháp là vô sanh nên không buộc không mở. Vì tánh của tất cả pháp là vô diệt nên không buộc không mở. Vì tánh của tất cả pháp là vô nhiễm nên không buộc không mở. Vì tánh của tất cả pháp là vô tịnh nên không buộc không mở. Khi ấy mãn từ từ hỏi thiện hiện, tôn giả nói sắc không buộc không mở, nói thọ tưởng hành thức vân vân không buộc không mở chăng? Thiện hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy. Mãn từ từ hỏi, những sắc nào là không buộc không mở, những thọ tưởng hành thức nào là không buộc không mở? Thiện hiện đáp, sắc như huyễn là không buộc không mở, thọ tưởng hành thức như huyễn là không buộc không mở, sắc như mộng là không buộc không mở, thọ tưởng hành thức như mộng là không buộc không mở, sắc như ảnh tượng là không buộc không mở, thọ tưởng hành thức như ảnh tượng là không buộc không mở, sắc như tiếng vang là không buộc không mở, thọ tưởng hành thức như tiếng vang là không buộc không mở, sắc như bóng sáng là không buộc không mở, thọ tưởng hành thức như bóng sáng là không buộc không mở, sắc như hoa đốm giữa hư không là không buộc không mở, thọ tưởng hành thức như hoa đốm giữa hư không là không buộc không mở, sắc như bóng nắng là không buộc không mở, thọ tưởng hành thức như bóng nước là không buộc không mở, sắc như ảo thành là không buộc không mở, thọ tưởng hành thức như ảo thành là không buộc không mở, sắc như việc biến hóa là không buộc không mở, thọ tưởng hành thức như việc biến hóa là không buộc không mở. Vì sao? Mãn từ từ, vì tánh của sắc như huyễn cho đến tánh của sắc như việc biến hóa không có sở hữu nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức như huyễn cho đến tánh của thọ tưởng hành thức như việc biến hóa không có sở hữu nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc như huyễn cho đến tánh của sắc như việc biến hóa là viễn ly nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức như huyễn cho đến tánh của thọ tưởng hành thức như việc biến hóa là viễn ly nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc như huyễn cho đến tánh của sắc như việc biến hóa là tịch tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức như huyễn cho đến tánh của thọ tưởng hành thức như việc biến hóa là tịch tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc như huyễn cho đến tánh của sắc như việc biến hóa là không nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức như huyễn cho đến tánh của thọ tưởng hành thức như việc biến hóa là không nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc như huyễn cho đến tánh của sắc như việc biến hóa là vô tướng nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức như huyễn cho đến tánh của thọ tưởng hành thức như việc biến hóa là vô tướng nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc như huyễn cho đến tánh của sắc như việc biến hóa là vô nguyện nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức như huyễn cho đến tánh của thọ tưởng hành thức như việc biến hóa là vô nguyện nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc như huyễn cho đến tánh của sắc như việc biến hóa là vô sanh nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức